Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 20 tháng 1 năm 2020. Thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập ngũ phúc 1m6 x 2m. Và chiếc sập này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Hùng tại xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Trước mắt quý vị, đây để tôi quay toàn cảnh của bộ sập, chiếc sập đây. Hàng tôi vừa hoàn thiện sơn BU rồi. Và đây cũng là những cái sản phẩm cuối cùng trong năm 2019 của chúng tôi. Hôm nay đã là ngày 25 âm lịch rồi, 26 âm lịch rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán 2020. Thì tôi giới thiệu qua là chiếc sập này là chúng tôi sử dụng là chất liệu gỗ dâu. Gỗ dâu quý vị nha, đây là gỗ dâu rừng. Đã được hoàn thiện lên BU. Chúng tôi đục theo mẫu là mẫu ngũ phúc chám mai. Chân có đầu rơi và dạ cũng có ba chú rơi thì vẫn gọi là sập ngũ phúc. Tuy nhiên là những bộ sập khác là chúng tôi đục theo mẫu nho sóc. Đây là chúng tôi đục chám. Rất là tinh tế quý vị nhé. Mỗi một mẫu đục thì là có một vẻ đẹp khác nhau. Đây chính giữa là có rơi ngậm chữ thọ, như là những cái bông hoa mai, rồi thì là trái đào, rất là đẹp. Chúng ta có thể vệ sinh rất là dễ. Phần chân đây, quý vị có thể thấy cái dáng chân sập rất là đẹp, đúng dáng sập chân quỳ, dáng sập chân quỳ. Và những cái đường nét đục chạm thì là vô cùng là tinh tế rồi. Với một mức tiền ở trong tầm giá 25 triệu, trong khoảng 25 triệu thì bộ sập gỗ dâu này thì là sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho quý vị để có thể trưng bày trong không gian phòng thờ nhà mình. Có thể bày cỗ rất là đẹp. Đây tôi quay lại dáng sập cho quý vị xem. Đó, đã full BU rồi. Rất là đẹp. Dáng sập này là chân quỳ dạ cá. Phần mặt là chúng tôi là làm mặt hai lá quý vị nhé. Mặt hai lá khuôn tranh 7 phân. Thì quý vị có nhu cầu thì có liên hệ tới xưởng là đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510816 nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của chiếc sạp này bên dưới website đồ gỗ Tùng Tám.com để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Đây phần ván mặt đây, ván mặt rất là đẹp quý vị nhé. Chúng tôi đã hoàn thiện rất là kỹ rồi. View lên tem một sờ mát tay rồi. Đấy, chiếc sập chúng ta quay toàn cảnh. Đây là phần yếm ngang, dạ ngang. Quý vị thấy được không? Dạ ngang cũng được đục rất là đẹp. Những cái hoa văn thì rất là mỹ miều. Rồi xin chào mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2020. Đây là chiếc sập của anh Hùng tại Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Khách hàng cũng là rất gần cơ sở đồ gỗ Tùng Tám chúng tôi thôi. Rồi xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Và mọi người có thể bấm like và đăng ký kênh thì có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi.